Rồi, hello cả nhà. Hiện tại mình đang qua đón một bạn ở bên quận 2 chuẩn bị đi thành phố Hồ Chí Minh trụng tạm để nâng cao kỹ năng lái. Thì sau khi hai anh em đi ăn sáng bún bò cực kỳ ngon luôn nha bạn. Đợt trước mình có làm liệu về bún bò bên quận 2. Rồi bây giờ mình sẽ đi uống cà phê. Rồi xong chút xíu mình sẽ di chuyển. Thì ở đây mình sẽ uống cà phê, mình sẽ chỉ cho các bạn cách. Rồi em giảm lại, mọi sinh nhật lại giúp thầy. Thêm một bài học nữa. Rồi em lại lại do đúng rồi. Em bắt buộc phải lại lại để cho xe máy mới nhựa. Rồi mình sẽ đậu bên trái quán cà phê, nhưng ở đây mình phải bắt buộc phải quay đầu lại chứ không đậu ngược chiều được nha. Rồi ở đây mình sẽ chỉ cho bạn này cách quay đầu. Quay đầu ngay ngã tư. Rồi bây giờ em đi thẳng lên, mượn cái ngã tư em quay đầu. Thì đầu tiên em phải cho xe nó sát qua bên đây, đưa cái đầu vô ngã tư đây. Quay đầu ngã tư được nha các bạn. Có nhiều bạn nói là không được ha. Các bạn vậy là các bạn lực chưa có kỹ rồi. Rồi em nghiêng vô, em mở xi nhanh trái giùm thầy. Đó, nghiêng cái đầu xe vô, thấy không? Đó, rồi đánh hết lái qua. Đúng rồi, hết luôn, đúng. Nhớ mở lại xi nhan. Đó, mượn cái ngã tư quay đầu các bạn. Nếu mà mình quay đẹp thì nó sẽ quay hết luôn. Đó, thấy chưa? Một phát một, thấy không? Các bạn khỏi cần phải trả lái rồi tùm lum rồi, trả lấy lại dần dần. Đó, rồi, phía bên tay phải. Mở xi nhan phải giùm thầy. Còn cái kia các bạn phải xào, ha. Rồi, giữa xe nè, cái chỗ chấm này. Nó trùng trên cái vô cái gốc cây á, dùng trên miệng lề chút xíu. Đó, rồi, em dừng lại đây. Ok, đừng có đậu cao quá, cách ở trên khoảng 5 mét nha. Biển báo không cấm đậu thì mình cứ đậu vô tư. Đó, nên các bạn lưu ý nha. Rồi, bây giờ em nhìn coi ngó cái hậu coi phải xe song song không? Thấy chưa? Rồi em ngồi ở đây giữa nè, giữa xe này chùm trên miệng lề vô cái gần đến cái lưu ha. Đó. Rồi ok, trả lời chính nơi giùm thầy. Rồi kéo thắng tay. Đúng rồi. Rồi trả lời bơi. Bóp khóa hãm đẩy lên bơi. Đúng chính xác. Rồi tắt máy giùm thầy. Rồi vào vô cà phê chút xíu bạn. Rồi đi ha. Ok. Rồi mình vừa phải. Cái đánh lái vô em. Cứ quan sát nhưng mà tay vẫn đánh lái. Đúng rồi. Chứ mình tay không đánh lái nó sẽ xe nó lên cao. Ok, em về phải tiếp luôn nha. Đi đường dầm quanh co. Đi đường mấy đường hẻm nhỏ. Sau khi cà phê. Đúng rồi, vẹo đây luôn. Đó, cho nó hơi gắt gắt chút xíu. Sau khi cà phê xong xuôi đã lấy ra tràn đầy năng lượng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp cho bạn ấy. Sẽ di chuyển những cái hay nắp cống rồi. Rồi bây giờ em về phải giảm lại. Thấy đột ngột chưa? Tôi không có báo trước đâu. Nó mới cho các bạn phải đột ngột nó bạn mới cứng được. Rồi trả lấy lại nhẹ nhàng. Đó vậy thôi. Rồi đến đây quẹo trái chống mặt luôn mà. Cái nắp cống là mình cho các bạn chân phải mình lọt vô giữa nắp cống ha. Quẹo trái. Đó cái chỗ này nãy mình quay đầu nè, thấy không? Đó mình mượn cái ngã tư để mình quay đầu. Nhưng mà các bạn phải quan sát kỹ nha. Các bạn phải quan sát kỹ hai bên hướng sau nữa rồi bạn mới quay đầu, từ từ bạn sẽ quen. Chứ bạn có quay đầu đây cũng được nhưng mà các bạn phải xào nhiều lần, thấy không? Đúng rồi, cái nắp cống biết nó lõm hết rồi. Vì sao chạy cán lên nó lõm, còn nếu mình chạy chính giữa nó không sao. Em quẹo trái nha. Đây đường vòng quanh co. Đó, tài lái đánh tốt. Rồi quẹo phải luôn. Nói chung tư thế ngồi các bạn phải chỉnh tư thế ngồi ok đúng thì các bạn sẽ đánh lái nó dễ dàng. Liếc bên kia luôn. Rồi em đi thẳng ra tới ngoài đó em quẹo trái để mình lên cao tốc ha. Rồi cứ đạp ga nhẹ mạnh dạn lên chút xíu cho thầy. Nãy sáng thầy có cho dìu nhẹ chân ga rồi ha. Quen. Đúng rồi, bắt buộc phải lề luyện cái chân ga. Rồi đã thủ thắng gà thắng và đạp thắng rồi ha. Yeah, sẽ êm rồi chạy cao tốc bên trái. Rồi liếc phải luôn nha. À, có mấy xe bằng ngược chiều trước ha. Yeah. Tay vẫn đánh lái vô trước, gà thắng lại cho xe này qua vô.
Rồi, rồi ông đó ông gán cố gắng ông cắt đầu cắt mới quẹo mới chịu được. Rồi đi tiếp, cho xe mình qua trước đi, ông quẹo sau cũng được ha. Ừ. Rồi em đập ra nhẹ rồi giờ ông cũng gán lấy lên cào rồi ông đánh lái qua cho hết lái mỏi tay một hai giây không cũng phải cắt cái đầu mới quẹo mới chịu. Ok, let's go thôi. Rồi bây giờ hiện tại mình đang chuẩn bị đi thẳng lên cao tốc, thì khúc này lúc nào cũng kẹt, cũng đông hết. Nhưng mà đông nó vui các bạn. Đông thì các bạn mới cứng tay lái được. Còn nếu mà nó vắng vắng quá chạy thì chán lắm, thấy không? Yeah. Phải tạo cái như tình huống bất ngờ. Nhất là những chị em phụ nữ ninja lift thì cứ đi qua kiếm xe này toàn cần hết. Để cho các bạn luyện bóp kèn ổng nè. Đó. Rồi để ý bên trái, để ý bên trái xe màu xanh thấy không? Trời. À. Ừ. Bất mới gì phải nhường nó, xe màu xanh mà cãi nó biển số màu xanh nhường nó làm gì? À, chừng nào nó hú còi bấm khẩn cấp thì mình mới nhường nha các bạn ha. Xe ỉ màu xanh nó ban từ trong hẻm ban ra cái vụ cái ghét không nhường luôn. Màu xanh đâu bằng cái chữ tập lái lái mới đâu. Nhiều quá chút xíu. Giờ em đi. Ông ban như đúng rồi, ban trong ra. Khi xe mà làm nhiệm vụ phải hú còi. Yeah. Trong lực có mà. Hú còi. Mở khẩn cấp thì mình mới nhường. Còn riêng mà bình thường, đi bình thường thì mình không cần phải nhường. Theo lực thôi ha. Yeah. À, mình đi thẳng thì ưu tiên hơn là cái người bên trái. Ha. Em trong ngày hôm nay em chạy là em có thể ôm xe chạy rồi. Yeah. Muốn cứng hơn thì mình đi thêm chiến. Yeah. Đường xa đường đèo. Nói chung mà mấy bạn trẻ thì lẹ lắm, thanh niên lẹ, nữ cũng vậy, nhiều khi mấy bạn cực kỳ lẹ luôn. Chỉ có mấy bạn bị tâm lý thì nó sẽ hơi lâu chút xíu, nhưng mà không sao. Tâm lý có nào, có nhiều bạn tâm lý cực kỳ luôn nhưng mà hợp với mình là đều ôm xe chạy hết rồi. À. Ôm xe chạy còn đi chơi còn khoe nữa, chụp hình khoe qua nó, em đến đó Vũng Tàu, em đến đâu dư vậy, như dưới miền Tây tùm lum các kiểu luôn, vậy là good đúng không, vậy là ổn. Mày khoe chiến tích với thầy chứ, nó học với thầy xong em đi giờ đi chơi không. Ok mọi người, let's go thôi, đông vui nha. Đó thấy không, xe tạt ngang qua đó. Đó, thế anh tạc ngang qua thì anh sẽ thẳng luôn đúng không? Đúng rồi, thẳng luôn, đạp ga lên giùm thầy, đạp ga đều. Nữa, đều luôn, đều chân ga, nữa. Đúng rồi. Đó, rồi, đi theo nữa. Theo xe trắng luôn. Ừ, liếc bên trái. Tại bên trái nó tạc qua đây thôi, chứ bên đây không có tạc bên kia. Rồi, từ từ cho xe Innova kia nó vô. Đúng rồi, thẳng lại chút. Rồi đi. Nghiêng qua đây, rồi đặt ra tiếp. Dành dành nhau lắm, giảm lại. Lâu quá lắm. Rồi đi tiếp. Đó, mình cứ thủ thắng thôi nha. Đó, mình đi chậm chậm đến sáng cũng tới mà. Chứ mình chen chen mấy thằng xe hạng sang quá ớn ăn đó. Rồi cứ giữ đầu xe đi thẳng về phía trước, đừng có vô mấy xe kia nó quẹo ha. Rồi em đi thẳng lên. Đó. Rồi đạp ga tiếp. Đúng rồi, liếc bên trái. Rồi đạp ga tiếp. Đó vậy thôi, biết gì đâu, từ từ quen. Ở đây là chuyên gia luôn nha, bị quẹt kiến nhau hoài vậy. Dành với nhau các bạn, chen lên. Tôi ghét tôi dán xung quanh lái mới gào kém gai luôn, khỏi ai chuyện. Dích lên. Đạp ga. Trải người ta chuyển qua thôi, tại vì dướng xe trên kia nè, ở đây người ta còn chuyển nữa nè, em với gà thắng lại chút xíu. Rồi đi tiếp, đạp ga nhẹ. Ở đây người ta chuyển nữa không? Rồi, người xe chuyển. Ừ. Mình nghiêng nhẹ qua chút xíu luôn, đúng rồi, đi
nó bị ép ép mình ra dần dần thấy không, nó gọi là đá banh mà ép mình ra vòng biên á. Rồi từ từ cho xe này qua đó, cho người ta qua luôn. Ổn rồi, rồi mình nói đua theo con nồi chen nữa ép chồng dằn vô trong kia luôn, ghét rồi. Mới không cứ nhịn nha, cứ từ từ, ai đi trước cãi họ, cứ chen chen lên dướng. Bữa có người chen lên lỗ tai thầy dảnh ra trước à, trời. Mấy ông dạch xe thầy dảnh lên trước, ông mém đụng xe trước nữa, hên ông lấy cái kịp bó tay. Rồi tiếp tục, rồi bây giờ đến cái phần học lực nha, lực giao thông đường bộ. Rồi phía trước của mình hiện tại mình đang đi hướng về cao tốc về Vũng Tàu, thì ở trên cái giá lô mồm em thấy gì không, 80-60 đúng không? 60. Rồi mình đi được bao nhiêu? 80. Rồi lý do có biển phụ đúng không? Dạ. Rồi đạp ga lên chứ không phải là từng làng nha. Dạ. À, biển phụ là biển phụ là hạng mình hạng gì, có phải ô tô con là 80 đúng không? Dạ. Xe khách là 80, còn riêng mà xe công và xe tải thì chỉ có được có 60 thôi. Một chút xíu nó sẽ có một một biển báo là 80 chung. Dạ. Là xe tải đi đều 80 luôn đó. Thì các bạn phải gắng cố gắng nhìn nhận là biển phụ quan trọng lắm nha. Ở trong thành phố về biển phụ rất nhiều luôn, cấm xe ô tô nhưng mà có biển phụ dưới trong khung giờ. Rồi đạp ga tiếp, điều ra nữa độn giờ. Thì các bạn nào mà đi trên cao tốc thì các bạn nhớ giùm mình, khi các bạn đi cao tốc mà quãng đường nó xa thì các bạn nhớ đi đổ nhiên liệu cho mình, kiểm tra bánh này nọ, kỹ thuật xe đó. Nhiên liệu là quan trọng nhất. Rồi thứ hai nữa là khi các bạn đi cao tốc Phan Thiết hoặc là cao tốc Nguyễn Hảo thì các bạn nên ghé chạm dừng chân để xả nước cứu thân, rồi đập. Xe nó cũng phải cần nhiên liệu, ăn uống no nê rồi các bạn mới đi ha. Đó là điều quan trọng nhất. Thì chắc cuối tuần nữa mình sẽ lên Đà Lạt nha các bạn ha. Mình sẽ đi cái cung đường là quốc lộ 55 tiếp, để sau cái cung đường quốc lộ 55 nhiều người anh em, nhiều các chú luôn, kể cả chú hay là những anh em lái tốt cực kỳ tốt luôn đều hỏi mình là đi nó ổn hay không. Mình đã nói lần nữa là nó quãng đường nó hơi xa nhưng mà cực kỳ ổn cho người lái mới luôn, và đặc biệt nữa không có tranh giành trên quốc lộ 20. Thứ nhất xe gào này nọ, giao thông bắn kình mè bắn, cành mè bắn nữa các bạn đó, đó thông thoáng hơn nha, cảnh đẹp hơn đó, cho các bạn yên tâm các bạn đi. Rồi tiếp tục điều chỉnh ga à, ở trong là cấm ô tô ha, phía trong cùng rồi. Ừ. Từ từ quen, bạn này là lái ổn thì trong ngày hôm nay mình gắng cố gắng sẽ đào tạo cho bạn ấy xong xuôi để bạn ấy ổn định. Bạn này giờ muốn thuê xe chạy cũng được, mua xe chạy cũng được luôn. À, tại sao mình đánh giá là dễ lắm, các bạn lên chạy chút xíu là mình biết à, bạn cần cái gì là mình biết, giống như đá gà vô coi sổ gà là đá mấy giò là biết liền cứng cái cáp hay không. Gà này đá được hay không, có cửa có cẳng chân, còn đá chưa được là phải luyện phải dưỡng. Nhớ 80 nha. Dạ. Rồi em đập cái tiếp đó. Bây giờ thấy trên giá lô môn là để 80 chung đúng không? Dạ. 80 đó là nó chung luôn, là xe công thì đi 80 được. Dạ. À, rồi em đi thẳng tiếp. Đó cái mũi tên Long Thành Dầu Dây ha. Dạ. Rồi các bạn nào chưa biết thì các bạn sẽ sử dụng Google Maps hoặc Web Map, hoặc là trên xe các bạn có cái app thì các bạn sẽ dựa trên cái app để các bạn đi. Thì Google Maps nó sẽ hỗ trợ cho các bạn đi quãng đường đi nó rất tốt. Ok, nhưng mà con cái đừng có tin tưởng vào Web Map hay là những cái app nhiều quá. Các bạn phải dựa theo cái quan sát cặp mắt của mình và đọc luôn à. Rồi tiếp tục đó, xe đó bị ban đó. À, bị ban là có xe người ta hỗ trợ liền à. Đặc biệt ở trên đây là có số khẩn cấp nha các bạn, cái số điện thoại khẩn cấp của trên cao tốc nha. Khi các bạn cần cái gì là các bạn hỗ trợ thì cứ gọi điện đó, thì anh em người ta sẽ ra hỗ trợ cho các bạn luôn, bảo đảm cho các bạn an toàn. Tại sao? Khi các bạn bị bể bánh á, bạn lắp vô ngay chỗ làng khẩn cấp này chưa chắc các bạn an toàn đâu, tôi nói thẳng luôn. Nhiều ông cố nội á, ổng vượt ở trong đó mà ổng vượt phải, mà ổng vượt bám sát là dính liền, nên các bạn phải để bẻ một nhánh cây hay một cái thùng gì đó cách 20-30 mét các bạn để cho cảnh báo. Rồi bây giờ em thấy nhập làng không, xe dưới lên nhiều không, em chủ động chuyển qua trái
rồi đạp ga lên giùm thầy. Bậy rồi, đạp ga lên đi. Thấy không? Rồi lần đầu tiên mới chuyển trên cao tốc, hấp tấp rồi thấy không? Yeah. Thứ nhất, thầy chỉ nè. Khi thầy kêu em chuyển nhưng mà em đừng có mà nghe theo hiệu lệnh của thầy, yeah, là em chuyển liền. Yeah. Em phải quan sát. Em quan sát xong, em thấy trống mở xi nhan chạy. Yeah. Rồi quan sát lại trống thì mới chuyển ga, chứ ai đâu mà giống như xe máy mở cái chuyển qua liền là đâu được, nghe không? Yeah. Rồi đi tiếp. Đạp ga lên. Rồi giảm lại một cái. À, thấy đã không? Sướng không? Đó. Rồi ổng qua luôn á, thấy không? Rồi đi theo ổng, đạp ga lên. Nữa điều đây mình nhường cho những cái xe ở dưới nhập làng lên nha các bạn. Rồi em đập ga lên nữa điều luôn. Khi qua bên đó em mở xe nhanh phải em vô, lý do mình đi chậm mình vô chậm. Yeah. Rồi đập ga đi, đập mở xe nhanh mạnh lên đụng, rồi ngó khí hậu phải, rồi bẻ nhẹ vô đụng, mà nhẹ thôi không cần gấp, rồi bẻ nhẹ ra, nó cứ từ từ rồi ai dí đâu, làm như ai dí đâu mà chạy dữ vậy ha. Mình đi chậm là mình sẽ đi làng trong nha bạn, là đi làng này chứ không phải là ở trong cùng nha. Làng trong cùng là dành cho xe bị hư hay bị ban á, có thể các bạn sẽ vô trong đó các bạn đi cũng được. Đó. Cái này mình giữ khoảng cách sao lại? Thì bây giờ em giữ khoảng cách là khoảng cỡ 50 mét thôi. Yeah. Rồi ở trên nè, đây là cái biển báo khẩn cấp nè, thấy không? Yeah. Số khẩn cấp. Và đặc biệt chút xíu nè, có biển báo là 0, 50, 100 là khoảng cách an toàn. Yeah. Trên đoạn đường đó là giữa xe mình với xe trước. Yeah. Và đặc biệt nó có km ở trên đây luôn là cái địa chỉ nhà của mình. Yeah. Khi các bạn đi một con đường nào, tên con đường nào, chẳng hạn như tên đường Cách Mạng tháng 8, đúng không? Thì ở đây là gì? Cao tốc Long Thành Dầu Dây. Rồi, cái địa chỉ ở đâu? Ở đây làm gì có địa chỉ, đúng không? Tôi nói ở trên cao tốc đều có địa chỉ nha, tại các bạn không biết thôi. Địa chỉ đâu chút xíu tôi chỉ, đúng không? Bây giờ xe bị hư, ông nãy ông gọi điện rồi, xe tôi bị hư, tôi đang ở trên cao tốc Long Thành, ở khúc nào ông nội tôi cũng không biết nữa, khúc đó sao kiếm, đúng không? Địa chỉ ở đây nè các bạn. Rồi các bạn nhìn phía bên tay phải, ở trên thành Lan Can nó có lú lên một cái cây màu xanh nè, đó km thứ 8 đó là địa chỉ nhà các bạn đó, đúng chưa? Mình đang ở vị trí km thứ 8 là hướng về ga quốc lộ 51. Xe có gặp sự cố hay gì đó người ta sẽ biết nghe không? Đó. Nhớ nha, cứ bình thường từ từ chuyển, không có gấp gút. Không phải gì mình đi xem đa đâu. Giờ em đập ga lên. Các bạn lấy mới thì có còn nhiều xe sót lắm ha, thì đi theo luyện với mình thì mình sẽ chỉ cho bạn khắc phục. Học nữa học mãi mà, đúng không? Mình bỏ tiền ra để nâng cao kỹ năng lái, nâng cao cái sự an toàn cho mình và tự tin ôm xe, đánh nhanh cũng gọn, các bạn sẽ ôm xe luôn. À, còn các bạn mài mò thì nó lâu vậy thôi, mà nó không an toàn, nhất là những cái sự mà canh me canh chua nè, họ bắn tốc độ phạt nè, xử phạt nè, biển báo các bạn chưa nhận nó được, thì học với mình sẽ có những cái khái niệm. Rồi bây giờ em thấy trống ở bên trái không, em mở xi nhan trái để đó, quan sát chuyển nhẹ quá đúng vậy, trống mình mới chuyển ha. Rồi tắt xi nhan, rồi em giảm tốc độ lại, thả chớn luôn, tại lý do trên kia nó có. Ok, thấy không? Biển báo bên đây nó sẽ giảm tốc độ nè. Thấy chưa? Đập ga tiếp. Thì các bạn lưu ý, lần đầu tiên các bạn trên cao tốc thì các bạn gần đến điểm giao nhau hoặc là điểm lối ra hoặc là trạm thu phí, thì các bạn coi biển báo ha. Giảm tốc, em đi đi, đạp ga đi. Cái hốc ở trên có mới 50 à, năm mấy à, đạp ga lên. Bây giờ cũng vậy. Ờ, có cái hốc ở trên đó, thấy không? Rồi, 60 nè. Đó, quan trọng nè, đó. Giảm là giảm trước biển báo, là từ đây các bạn thấy 60 là các bạn gà thắng lại, dưới 60 là các bạn đi ok nha. Còn các bạn mà vô qua bảng mà các bạn mới gà thắng là coi chừng bị lùm, nhất là ngay chỗ trạm thu phí Dầu Dây. Nhiều anh em đã bị bắt rồi. Cứ giảm là cái thấy biển báo rồi mới gà thắng. Thì có phải gia tốc 80 thấy bảng 60 gà thắng thì nó còn bảy mấy đâu, lùm không?
đúng bài luôn, đúng gài luôn. Con này mình giảm trước đố ai bắn mình. Tôi còn cà khịa, tôi chạy sát bên ngay chỗ cái ông bắn bắn tốc độ, tôi bóp càng mà. Rồi, em đi thẳng lên, đi nhẹ nhàng. Lên nào nữa. Đúng rồi. Rồi, em mở xe nhanh. Phải đi. Rồi, ngó kia phải có xe không? Rồi, bây giờ không đi đây luôn, tắt xe nhà luôn. Ờ, tại vì ở đây nó đi được rồi. Tưởng nó đi không được, mình chuyển ha. Lần đầu quá chạm. Rồi, em cứ bàn chân phải chính giữa. Cái thủ chân thắng mới được. Đó, nó mở lên thì đi. Rồi, ok, em đi. Đạp ga, đúng rồi. Nó mở lên rồi, màu xanh á, đèn xanh á là đi ha. Rồi, đạp ga tiếp. Ok. Rồi, em cứ đi làn bên trái. Đó, cái lượng xe cực kỳ đông đang chĩa vô ha. Mấy anh em ơi, thấy tôi né ra nha mấy anh em ơi. Hãy nhường rồi đó. Ừ, mấy anh em nhường vô nha. Mai mốt tôi mua hàng rào tôi kéo xung quanh xe đó. Rồi, đạp ga đi. Và đặc biệt lưu ý cho mọi người, hiện tại mình giờ mình đang ngay chỗ cầu Long Thành nha. Thì hiện tại mình đang đi lên này cho mình để chậm, nhưng mà hướng về bên đây nè, các bạn thấy không? Trên giá lâm mồm không? Có hai cái máy bắn nha. Biển báo đó là biển báo 60, các bạn để ý nha. Các bạn nào đổ dốc mạnh thì đi sẽ đi về sẽ có biên bản nha. Cũng hên xui à, tùy theo ngẫu hứng có người canh gác đền, gác cam. Rồi bây giờ em đang đạp ga đúng không? Dạ. Em thấy nó hơi gì gì đúng không? Dạ, đúng. Cái ODO mà nãy thầy chỉ á, bóp vô cái là nó gia tốc nè. Dạ. Thấy chưa? À, đó dạ. Giống như turbo không? Khựng lại nè. Đó, khựng đâu khựng, nó giọt lên á. Giọt lên nó khựng lên, vuông vọt lên. Thấy chưa? Rồi thôi tắt đi. Nó turbo á, thầy gắn chế độ turbo độ lên nó trời nó dương máy bay luôn á. Giờ em đạp ga nó khựng lại ha. Dạ đúng rồi. Rồi đạp ga đi, đó. Bấm vô turbo nè. Thấy chưa? Đó, thấy đã không? Đã không? Đó, nghe liền á. Vọt liền. Rồi, tắt chế độ máy bay nè. Giờ đi. Ai nói xe tôi yếu? Khi các bạn sử dụng xe, các bạn nhớ lưu ý, các bạn phải điều tiết được cái số, bộ số, thì các bạn sẽ gia tốc tốt, điều các bạn sẽ lấy cứng cáp à. Thứ nhất, các bạn chở nhiều, các bạn sẽ về số thấp để các bạn đi lên dốc, lên núi ha, lên đèo hoặc lên cầu cao. À, còn riêng mà xe mà chẳng hạn trọng tải ít thì các bạn cứ đi bình thường chủ đề, thấy yếu thì mình có thể ODO hoặc yếu nữa thì mình đi số 2 ha. À, thì có nhiều em đọc nha, có nhiều bạn thì chưa biết thay đổi bộ số nên thấy nó cảm giác nó yếu, hoặc là có mấy ông á đi xe mạt ba chấm mấy hay là xe mấy chấm á, rồi xong nhảy xuống xe chấm rưỡi đi về yếu. Tôi không có tiền tôi sẽ yếu đúng không, mấy ông có tiền đúng không, xem mua xe giữ đi mạnh chứ đây tôi đi xe này và tôi điều tiết số là mấy xe hạng sang dí cũng hơi khó. À, chế độ tập môn chế độ máy bay ôi đi học là giảm số 3 nha các bạn, xe mình là 4 cấp độ số phải không. Rồi đi thẳng tiếp qua Biến Thiên, 4 tốc độ số, khi mình đi chậm quá thì mình sẽ bấm qua audio là nó sẽ khóa số 4, mình đi được 3 số nó sẽ gia tốc nó mạnh hơn. Có bạn nào ở đây chưa biết hai lớp dự phòng, chưa biết giá bánh xe không? Chưa biết thì các bạn cứ bấm vô hai lớp dự phòng thầy toàn dạy lái xe. Mình có hướng dẫn lâu lắm rồi nha, cái clip đó lâu lắm rồi. Mình chưa làm lại. Và thứ hai nữa là các bạn có thể bấm vô thêm cái này, nó cực kỳ hay luôn. Rồi em đập ra đi. Giá xe không cần thay lớp dự phòng, các bạn coi đi, cực kỳ hay bổ ích luôn. Các bạn bấm vô thay toàn vậy, đạp ra lên đi, đạp ra lên đều nhanh nữa đi. Anh chuyển làng mà nó không sao cãi ta nhiều chuyện quá. Sợ. Cái thay lớp dự phòng không cần cái giá xe không cần thay lớp dự phòng á, các bạn cực kỳ hay luôn nha các bạn ha. Lưu ý nha, những bạn nào lấy mới hoặc là chưa biết thay lớp, hoặc là những bạn tay yếu chân mềm, các bạn cần coi cái clip đó, cực kỳ bổ ích luôn. Và cái mua cái dịch giá luôn ha. Thì đa số các bạn nào mà đi học với mình mà có xe, mình sẽ tặng cái hộp dịch giá luôn. Có nhiều bạn lấy yếu tôi có thể tặng luôn cái miếng mà dán luôn.
miếng dán lái mới xin thông cảm ha. Rồi học với mình nha, còn bạn coi đều chắc nhiều lắm rồi, không mình không có tặng kịp đâu bạn, nhiều khi nó hết đó, nó phải mua về rồi dán rồi cắt đặt này nọ các kiểu. Rồi em tập ngang lên, rồi em coi bên phải trống không, dẫn đông đúng không, dẫn đông, dẫn đông em cứ đi thẳng cho nó trống mình vô, bây giờ đường nó đông rồi. Yeah. Có nhiều bạn thắc mắc là cái vấn đề là 80 nè, cái lối ra của người ta lối ra thôi, còn mình ở đây là mình vẫn được 120 nha. À, có nhiều bạn đến đó thắng cắm đầu luôn. À, nhưng mà mới mà các bạn đâu biết đâu, thì các bạn thường thường là bên đó là nó sẽ có một cái lối ra thì nó sẽ giảm bên đó, nó để chữ lối ra, còn có chỗ là nó không để chữ luôn. Nhưng mà thực chất nó áp dụng cho bên cái làng bên kia thôi chứ không áp dụng bên mình. Thấy không? Nhiều các bạn không biết là cứ thắng cắm đầu. Rồi tiếp tục đi. Đó, mình đi chậm mình vô đây ha, dù mình đi nhanh muốn đi nhanh thì mình quan sát trống thì mình ra, còn mà mình cứ đi đây giờ đi tiếp nói vậy thôi. Giờ em đi thẳng lên thấy Long Thành còn 2 km đúng không? Yeah. Ok. Rồi em đi lên qua cầu này đi, em chuyển làn vô đây ha, để mình chi, để chút xíu mình có lối ra. Ờ, ra quốc lộ 51. Rồi đạp ra tiếp. Đó, đụng vô. Bạo lực chút. Đây được 120 mà lo gì. Tốt. Ừ. Đó, bây giờ em mở xe nhanh phải vô ha. Rồi quan sát chưa? Rồi nói trước, rồi taxi nhanh vậy thôi, rồi thả chớp được chưa? À, mình phải vô đây trước để chút xíu các bạn nhập cho dễ. Thứ nhất là nó nãy nó thông báo là còn lại 1 km và ở đây biển báo là còn 500 m, thì các bạn phải để ý biển báo này. Có nhiều bạn là không để biển báo này, đi lố là khó chịu lắm nha, đi Vũng Tàu mà cuối cùng lố lên Phan Thiết luôn, thấy không? Hoặc là về dầu qua dầu dây luôn là không được. Rồi em đạp ga nhẹ. Đó, còn 500 m thì đến đây là tới rồi, thì mở xi nhan phải. Đó, quan sát khí hậu, nó lại lại giống như xe chắn. Đổ ngay chỗ đứt khúc mình vô. À, đứt khúc là mình vô luôn. Còn nãy vạch liền là có khẩn cấp ha. Các bạn hỏi là lối ra này mình đi ra quốc lộ 51 là mình đi được bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu thầy? Hoặc đó, thì đây là từ ở cao tốc đi ra quốc lộ 51 tốc độ của bạn được ngoài khu dân cư nha. Ngồi luôn. Còn này là 60 ha, em đi lần này cũng được. Là ngoài khu dân cư là tốc độ là tối đa cho phép xe con mình là được 90 km/h. Còn trong khu dân cư là 60 thôi. Em gà thắng thả lỏng tay. Bạn này mới lần đầu tiên ôm lại thì gà thắng còn hơi bị gồng cái tay nha bạn, nên hơi đảo. Đừng nó không có nổi thì bị vướng rồi nha. Ồ, hệt quá. Rồi mình đi qua luôn 39k à. Rồi mình vẫn bám vô cái làn phát bên phải để chút xíu mình quẹo phải. Ở đây nó có biển báo nè, em thấy chưa? Yeah. Đó, biển báo rõ ràng ha. Biên Hòa là bên trái, đi thẳng lên là Dầu Dây. Yeah. Rồi bên phải là Vũng Tàu. Thả chớn mở xi nhan. Rồi gài nhẹ chân thắng. Để làm gì? Để mình biết đang ở vị trí chân thắng. Rồi em ngó bên trái giúp thầy coi có xe xuống không. Rồi chống hay buông thẳng ra. An toàn thì đạp ra nhẹ. Đúng rồi, ngó trước. Nhớ giữ cái tay bẻ lại chứ đừng có bẻ ngược lại. Thấy không? Đúng. Tốt. Ở đây mình đi được 3 làn. Em muốn đi làn nào cũng được. Rồi đặc biệt lưu ý nha, làn 1 thì phía bên tay trái sát con lươn. Làn đó thì các bạn gặp những cái xe quẹo trái quay đầu, các bạn phải tấp vô chánh giữa để đi thẳng. Thấy không? Làn 2 thì các bạn sẽ bị đối phó là xe bị những cái làn 1 ép vô để đi thẳng. Và làn 3 thì đặc biệt các bạn sợ gì? Sợ xe gắn máy. Ở đây là các bạn được 90 nha. Thấy không? Nhưng mà mình đi, khi các bạn không biết thì các bạn coi những cái luồng xe của người ta, ta đi nhanh thì các bạn đi theo. Vậy thôi. Cẩn thận của lửa từ đây ra Vũng Tàu, những cạm bẫy trong gai rất nhiều về phần tốc độ và phần đèn. Các bạn lưu ý giùm mình nha. Phạt nặng lắm nha. Người ta làm liên tục luôn á.
Thì Đồng Nai thì biển báo nằm dưới, còn Bà Rịa, Vũng Tàu thì biển báo sẽ nằm trên giá Long Môn, mọi người nhớ chú ý. Thì nguyên tắc các bạn phải quan sát biển báo nhiều, hoặc các bạn quan sát cái lượng xe của người ta, ta đi chậm thì các bạn đi chậm, ta đi nhanh thì các bạn đi nhanh nha. À, giữ khoảng cách với xe này giùm thầy. Mấy bạn mới còn sai sót nhiều thì mới đi bổ túc nha. Rồi em có thể chuyển làn vô. Rồi đập ga. Sao giảm ga vậy mày? Rồi bỏ đi, khỏi vô. Mấy bạn còn mới còn hơi sợ sợ là cái chuyển làn mà đi tiếp với các bạn hay giảm ga lắm. Giảm ga là ở dưới sao người ta bắt kịp rồi các bạn là nguy hiểm hơn, đúng không? Rồi em giảm lại nè. Giảm lại. Khi các bạn chuyển làn đi tiếp thì các bạn cứ mở xi nhan quan sát trống thì các bạn đạp ga các bạn đi tiếp nha. Chứ không có kiểu mà cái trống trơn các bạn. Rồi bây giờ ngó bên phải trống không? Mở xi nhan, buông cái thắng ra. Rồi chuyển qua. Vậy thôi. Ừ. Rồi giảm lại. Học với mình là mình cho đầy đủ luôn, cho các bạn đi chuyển qua chuyển lại luôn. Riêng sau này các bạn có xe, các bạn hạn chế chở người, các bạn hạn chế chuyển làn giống như mình ha. Mình đang hướng dẫn cho các bạn là để sao các bạn đi giống như hoa mai, giống như toàn thắng, giống như mấy xe khách. Ôi chết. Cái giáo án mình nó hơi nặng nha các bạn, là hơi nhanh á. Giáo án tôi là hơi đặt ra vấn đề là cho các bạn là hơi bị gọi là bô gồ á, mà khi bắt kịp được thì mà các bạn sẽ lái tốt liền, mạnh dạn liền, chứ không phải là bò đi đâu 60 chánh giữa đâu, đi ai làm đâu. Tôi là cho chuyển hết rồi đạp ga nhẹ đó, quan sát cái đèn. Tôi là cho là chuyển láng hết á, các bạn cứng hay không là do giáo viên thôi. Rồi 20 mấy giây đúng không? Rồi clip bên trái có trống không? Trống thì mở xe lên thôi, đi thẳng rồi đạp ga. Đúng rồi. À, có gì đâu, ba đồ quỷ lái xe nó dễ lắm, mồ gùng thấy mẹ luôn. Rồi. Thấy mình lớn không? Rồi đạp ga lên. Đạp ga đi thầy chỉ nữa, đều ga. Ngó bên trái trống không? Mở xi nhan trái ra, vẫn đạp ga luôn. Em mà giảm cái là công nó sao đứt á, nó bóp kèn liền. Thấy chưa? Tốt không? Rồi tiếp tục ga lên, mạnh dạn lên, thanh niên mạnh mẽ lên coi. Rồi ở trong trống không? Trong. Mở xi nhan liếc kiến, đạp ga nhẹ, đụm được chưa? Dạ. Giảm lại chốt nó bự lắm. Ga đẳng lại đi. Giờ đi tiếp, lâu lâu phải giảm giao án lại bạn, nhiều khi cao quá rồi các bạn quýu. Thấy giao thông không? Yeah. Ô vui quá, xa là vui. Vượt đèn đó. Mà anh đứng đây bắt vượt đèn á. Chào các đồng chí nha. Rồi, thôi luôn. Nhường cho nó ra, nhường, em nhường. Đúng rồi, nhường cho anh ta. Rồi, em đi. Cứ nhường cho anh ta. Ông này giống mới bị bắt xong vậy. Hình như là bị bắt mới ra này. Phải không? Mới ra. Đó. Đi lại nãy giờ. Ừ. Rồi em đi thẳng lên. Rồi đi luôn đi, đạp ga lên. Trời ơi. Mới bị bắt xong. Tội nghiệp. Có nhiều tình huống lắm các bạn. Yeah. Ở đó là đi chen vô làng ở trong cùng của xe máy, và thứ hai là bị che khuất tầm nhìn bởi cái xe lớn thì các bạn sẽ bị vượt đèn vậy thôi. Nên hãy thầy coi là coi phải cẩn thận cái đèn. Chưa đâu, mới có cửa một thôi, cửa hai là nằm ở trên đây là khu dân cư bắn tốc độ các bạn, cửa ba nó tùm lum tùm la luôn, lên Vũng Tàu đều bắn luôn các bạn. Nên anh em nhớ chú ý nha. Đây, phần tiếp theo ở đây biển báo xe này che khuất cái tầm nhìn của biển báo 70. Ok. Biển báo 70 thì còn xài được, đến biển báo 50 khó xài lắm nha mọi người ơi. Đây trước mắt ngay chỗ chậm tôi quý T2 ha. Đó, biển báo 50 thấy không?
em cứ đi bình thường, giảm xuống 50 là được. Đó, thấy chưa? À, biển báo này một thời là bắt biết bao nhiêu xe luôn. Trời lắc ơi. À, rồi em đi tiếp cái đi điều. À, lúc trước là mà xe chắn đậu đây là bắn tốc độ là lụm lúa nhiều. Mình đang đi làng này, rồi em cứ đi thẳng từ từ 50 thôi. Chừng nào em qua một cái biển báo giống như vậy mà nó chắn đen gạch chéo, hoặc là biển báo là chắn đen chéo thôi, không có số 50, thì mình sẽ đi được 90 ha. Rồi ok, em đập ga lên. Đây, biển báo hết giới hạn, hết mọi lệnh cấm. À, xong xuôi qua ải đúng không? Rồi chút xíu có ải nữa tiếp theo. Rồi đi. Đây ải tiếp theo. Đó. Tôi mới vừa nói xong luôn, ải tiếp theo luôn, ổng xuất hiện rồi. Rồi các bạn lưu ý nha, những bạn lấy mới nhớ có sử dụng Việt Map thì nó đỡ hỗ trợ cho các bạn. Nhưng mà nhiều khi nó chưa cập nhật, các bạn không biết cái biển báo là trong khu dân cư ở đây. Có phải nó nằm ở dưới không? Và nếu mà các bạn chạy dịch làng 1, làng 2, các bạn sẽ bị che, xe tải che lại ở đây. À, biển báo khu dân cư. Đây, tốc độ 60 tối đa trong khu dân cư có giải phân cách cứng ha. Đó, lại tiếp theo nha. Và đặc biệt các bạn lưu ý, nếu mà bạn đi làng 1, làng 2, các bạn bị che lớn á, xe lớn hơn này sẽ cong che cái đèn ở trong đây, các bạn vô tình vượt đèn nha. Các bạn lưu ý giùm mình nha. Hoặc các bạn cho xe người ta đi qua, các bạn quan sát cái đèn ha. À, cẩn thận giùm mình nha. Ở đây là phạt đèn rất nhiều luôn nha. Vượt đèn vàng là cũng bị phạt nha. Rồi, mình sẽ chỉ cho cách các bạn để nhận biết. Lỡ các bạn không biết cái biển báo là trong khu dân cư thì các bạn thấy những cái lượng xe người ta đi đều chậm hết không? Đúng chưa? Rõ ràng không? Thì lúc này các bạn coi cái đồng hồ của mình ha, nó thấp. Đó, thì là biết trong khu dân cư. Các bạn cứ chạy tốc độ dưới 60 là ổn. Thì ở đây các bạn, nhiều bạn không biết, khi các bạn bị phạt á, 63, 64 mà bị phạt á là sai nha. 65 mới được phạt. Thấy không? Giới hạn 60 cho phép mình đi chữ lột 64 thôi. Lố đến 65 là bị phạt. Thì cái khung phạt này mình có biết nói nhiều rồi nha. À, rồi đi tiếp. Hãy tiếp theo đó là cái cầu vượt ha, cầu vượt cầu Bộ Hành km thứ 31. Thấy chưa? Cầm 69 nha. Đó. Nhớ nha, dưới 60 giùm thầy. Đó, kế bên ngay chỗ cái trường học luôn các bạn. Đó, trường đại học ha. Đó, trường cao đẳng công nghệ quốc tế ha. Đây, đây trường bên trái, còn đây cũng vậy. Trường cao đẳng công nghệ quốc tế Lim Lama 2 gì đó. Rồi, chậm chậm thôi. Đây, cái ải này là bây giờ xe nó không đậu ở đây nữa. Không đậu ngay chỗ gạch men nữa, mà đậu ở trên kìa, trên gạch men các bạn. Trên gạch men nha. Đó, ở đây nè, thường thường đậu đây không? Này gạch men nó cắm rồi. Đó đó, đậu đây là chiếc cơm mà. Đó đó, cơm bắt đi. 62 nè, đó, ông ngồi bắn nghe không? Đó, ông nào mà đi nhanh đi thấy cái cảnh nha. Tôi nói tôi thấy rồi à. Mắt tôi địa gái, ơi độ địa xe giống như địa gái. Ô lắm địa. Ờ. Nói chung là các bạn cứ thấy gì các bạn nhìn đi, mệt quá. Rồi, thấy hải không? Đó. Giảm lại, đúng rồi, để cho nó lấy vô. Thấy không? Nó hung thần đấy. Rồi đi tiếp. Thấy nó lên là nó phải tạt vô liền. Bằng cách nào giảm, bằng dở chân ga ra cái là nó qua. Đi tiếp. Đây các bạn, đó. Hồi nãy xe chắn bắn là ở đây ha. Xe chắn bắn là lên đây, có bồ đàm lên liền ha. Rồi chậm chậm lại chút xíu cho thầy nhận diện đó. Đó, để cho nhận diện các bạn thấy bị bắn. Bắt quá trời không? Thấy chưa? Đó, một chiếc nè. Thấy không? Một chiếc màu đỏ nè. Rồi, hai chiếc, ba chiếc, có chiếc Subaru nữa, màu đen nữa. Đó các bạn thấy chưa? Đó, cẩn thận nha các bạn. Gần Tết rồi, để mất bánh mì. Nên các bạn cứ coi clip mình sẽ có những cái trải nghiệm, những cái biết để mình đỡ tốn bánh mì rất nhiều luôn nha các bạn. Bánh mì nè, bánh mì là bà tập á, bánh mì nè, bánh mì gọi là quệ gì đó. Bánh mì mắc lắm. Dạ thôi, mình sẽ xin kết thúc video clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có những trải nghiệm lái xe tốt hơn, an toàn hơn, không? Cẩn thận hơn, quan sát kỹ hơn. Thì hôm nay mình đang kèm cho một bạn để tập những cái bài đó, để cho các bạn ấy xử lý những cái tình huống trên đường, không? Nhất là nhìn biển, quan sát. Bye bye cả nhà. Cả nhà nhớ cho mình like, lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những video clip mới. Chào tạm biệt.